Chào các em, trong buổi học hôm trước chúng ta đã thực hành khảo sát một số bài toán liên quan đến khảo sát hàm số bậc 4 trùng phương ở trong các đề thi tuyển sinh của Bộ. Trong bài học hôm nay ta tiếp tục xét thêm một số ví dụ nữa về các bài toán liên quan đến hàm bậc 4 trùng phương. Chúng ta bắt đầu bởi ví dụ thứ nhất. Cho hàm số bậc 4 trùng phương y bằng trừ x mũ 4 trừ m x bình phương cộng m cộng 1. Hàm số này đánh số là cm. Câu hỏi thứ nhất, hãy chứng minh rằng cm luôn luôn đi qua hai điểm cố định A và B. Câu hỏi thứ hai, yêu cầu tìm m để tiếp tuyến của cm tại các điểm cố định A và B ấy vuông góc với nhau. Giả sử điểm M0 có tọa độ là X0, Y0 thuộc vào đồ thị CM. Thế thì điều kiện cần phải đủ là thế tọa độ điểm M0 vào phương trình của CM nó phải thỏa mãn. Như vậy ta phải có Y0 phải bằng trừ X0 mũ 4 trừ m x0 bình phương cộng m cộng 1. Điểm thỏa mãn điểm nằm trên đường nào thì phải tọa độ của nó phải thỏa mãn phương trình đường ấy. Điểm m0 nằm trên đường cm thì tọa độ của nó phải thỏa mãn phương trình của cm. Bây giờ ta dồn hết tất cả về một vế và nhóm những số hạng có chứa m lại với nhau, những số hạng không chứa m lại với nhau. Tương đương, chuyển hết tất cả về vế trái, có hai số hạng chứa m, đó là m x bình phương và m ở đây, ta nhóm lại với nhau. Như thế ta sẽ được x bình phương, x0 bình phương trừ 1 nhân m, thì đã nhóm lại với nhau rồi. Chuyển hết về bên trái và nhóm các số hạng có chứa m lại với nhau, đặt m làm số chung, cộng y0 cộng x0 mũ 4 trừ 1 bằng 0. Thế đánh số phương trình này là phương trình 1. Điểm m0 thuộc vào cm khi và chỉ khi tọa độ của nó phải thỏa mãn phương trình 1. Điểm m0 thỏa mãn cm với mọi m thì phương trình 1 này phải thỏa mãn, cần mà đủ là phương trình 1 phải thỏa mãn với mọi m. Đây là m0 thuộc vào cm với mọi m, với mọi m khi và chỉ khi phương trình 1 phải thỏa mãn với mọi m. Nhưng phương trình 1 ở đây ta đang xét như là phương trình bậc nhất đối với ẩn M. Phương trình bậc nhất đối với ẩn M mà có lớn hơn hoặc bằng hai nghiệm thì tất cả các hệ số của nó phải bằng 0. Hệ số thứ nhất này phải bằng 0 và hệ số thứ hai này bằng 0. Ở đây thỏa mãn với mọi M, tức là phương trình 1 này phải có vô số nghiệm. Điều này xảy ra khi và chỉ khi cả hệ số của M lẫn hệ số tự do đều phải bằng 0. Đấy, khi và chỉ khi x0 bình phương trừ 1 bằng 0, y0 cộng x0 mũ 4 trừ 1 bằng 0. Như thế ta giải ra được x0 phải bằng cộng hoặc trừ 1. Nhưng khi x0 bằng cộng trừ 1 thay xuống dưới thì y0 phải bằng 0. Như vậy chúng ta được hai điểm mà luôn luôn nằm trên CM với mọi M mà ta gọi đó là điểm cố định. Đó là vậy, họ CM luôn đi qua hai điểm cố định là
Điểm thứ nhất là điểm A có hoành độ bằng 1, tung độ bằng 0. Và điểm thứ hai là điểm B có hoành độ bằng trừ 1, tung độ bằng 0. Các em hãy nhớ cách chúng ta tìm điểm cố định ở trong những bài trước, đã có một vài ví dụ chúng ta cũng đã giải bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong. Ta dồn tất cả các hệ số có chứa m, các số hàng có chứa m về một chỗ và đặt m làm thử số chung. Tất cả những số hàng không có chứa m về một chỗ ở vế bên phải là 0. Sau đó ta bắt hệ số của m bằng 0 và hệ số tự do phải bằng 0. Giải hệ này ra, chúng ta sẽ được mỗi nghiệm của hệ sẽ là tọa độ của một điểm cố định cần tìm. Bây giờ ta giải sang câu số 2. Hãy tìm m để tiếp tuyến của CM tại điểm cố định A và tại điểm B là vuông góc với nhau. Ta biết rằng muốn cho hai tiếp tuyến tại điểm A và điểm B vuông góc với nhau thì hệ số góc, tích các hệ số góc phải bằng âm 1. Như vậy ta tính hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm A, tính hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm B, nhân với nhau và bắt bằng âm 1 thì sẽ ra giá trị cần tìm. Và hệ số góc của tiếp tuyến tại một điểm thì bằng đạo hàm của hàm số tại điểm đấy. Vậy chúng ta phải tính y phẩy bằng trừ 4x lập phương trừ 2mx. Như vậy thì nếu ta gọi K1 là hệ số góc tại điểm A, gọi K1, K2 lần lượt là hệ số góc của tiếp tuyến tại A và tại B. Thế thì K1 nhân K2 là bằng K1 là hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm A thì bằng giá trị của đạo hàm tại điểm A hoành độ của điểm A là âm 1, giá trị của đạo hàm tại điểm 1. Rồi thế vào ta được trừ tại điểm 1 trừ 4 trừ 2m. K2 là hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm B thì giá trị K2 là bằng giá trị của đạo hàm tại điểm x bằng trừ 1, thay x bằng trừ 1 vào chỗ đạo hàm, ta được 4 cộng 2m. Như vậy nó bằng trừ 2m cộng 4 tất cả bình phương. Hai tiếp tuyến tại A và B vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích K1 nhân K2 bằng âm 1. Vậy ta xem thử K1 nhân K2 bằng âm 1 khi nào? Khi và chỉ khi trừ 2m cộng 4 tất cả bình phương bằng âm 1. Tức là 2m cộng 4 bình phương bằng 1. Khai căn ra ta được cộng hoặc trừ 1. 2m cộng 4 bằng 1. Và 2m cộng 4 bằng trừ 1. Giải ra ta được m bằng trừ 3 phần 2 dòng trên hoặc m bằng trừ 5 phần 2. Ví dụ 2, cho hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2mx bình phương cộng m lập phương trừ m bình phương, hãy số đó là 1. Câu thứ nhất, như thông thường ta yêu cầu khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 khi m nhận giá trị bằng 1. Câu thứ hai, hãy tìm m để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm phân biệt.
Ở trong ví dụ thứ hai này có một câu liên quan đến tìm điều kiện để cho đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành. Chúng ta nhắc lại rằng là đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành khi và chỉ khi hệ phương trình thứ nhất fx bằng 0, phương trình thứ hai f phẩy x bằng 0 có nghiệm. Chúng ta giải ra trong được nó có nghiệm, nghiệm x bằng bao nhiêu, đó chính là hoành độ của tiếp điểm. Mà chúng ta muốn cho đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm phân biệt thì phải có hai tiếp điểm, tức là hệ phương trình này phải có hai nghiệm. Chúng ta phải tìm điều kiện, trong bài này chúng ta phải tìm điều kiện để hệ phương trình điều kiện tiếp xúc này phải có hai nghiệm phân biệt. Áp dụng vào trường hợp này, ta có hệ fx bằng 0, phương trình thứ nhất của hệ fx bằng 0 đó là phương trình x mũ 4 trừ 2m x bình phương cộng m lập phương trừ m bình phương bằng 0. Đấy, số phương trình số 2. Phương trình tiếp theo ở trong hệ là lấy đạo hàm cả hai vế của phương trình thứ nhất, tức là phương trình f phẩy x bằng 0, 4x lập phương trừ 4mx bằng 0. Đấy, số đây là phương trình số 3. Rõ ràng ở trong hệ này có hai phương trình 2 và 3 thì phương trình dưới là đơn giản hơn. Chúng ta xét phương trình 3, có phương trình 3 tương đương, đặt 4x làm thừa số chung thì còn lại x bình phương trừ m bằng 0. Như vậy phương trình thứ 3 cho ta, hoặc là 4x bằng 0 tương đương x bằng 0, và hoặc là x bình phương bằng m, thì đánh số đây là phương trình số 4. Nghiệm của số nghiệm phân biệt của phương trình số 3 hoàn toàn tùy thuộc vào phương trình số 4 này, bởi vì phương trình số 3 luôn luôn cho chúng ta nghiệm x bằng 0 rồi, tùy thuộc vào phương trình số 4 này có nghiệm như thế nào mà dẫn đến phương trình số 3 có nghiệm như thế ấy. Ta có rõ ràng là nếu m mà âm thì phương trình số 4 vô nghiệm, thì 4 vô nghiệm, x bình phương mà bằng số âm là vô nghiệm rồi. Phương trình số 4 mà vô nghiệm thì phương trình số 3 chỉ có duy nhất một nghiệm x bằng 0, và vì vậy hệ của chúng ta không thể có hai nghiệm phân biệt được, vậy bị loại, ta loại không thỏa mãn. Nếu m bằng 0 thì phương trình số 4 có nghiệm, nhưng đấy là nghiệm x bằng 0. X bằng 0 thì nó trùng với nghiệm lúc nãy, thế thì hệ đã cho cũng không thể có hai nghiệm phân biệt được, vẫn loại tiếp, không thỏa. Bây giờ rõ ràng chỉ hy vọng vào trường hợp thứ 3, nếu m dương thì phương trình số 4 sẽ cho chúng ta hai nghiệm phân biệt là x bằng cộng trừ căn m. Cả hai nghiệm này đều đảm bảo là khác không, tức là phương trình số 3 cho chúng ta hai nghiệm. Cho chúng ta hai nghiệm là phương trình số 3 có nghiệm x bằng 0 và phương trình số 4 cho chúng ta hai nghiệm là x bằng cộng trừ căn m.
Khi x bằng cộng trừ căn m thì đây mới là nghiệm của phương trình số 3 hay của phương trình số 4, hay nói khác mới là nghiệm của phương trình 3. Vậy ta phải xem thử x bằng cộng trừ căn m nó có phải là thỏa địa phương trình 2 không, nói khác có phải là nghiệm của 2 không, thì khi đó mới là nghiệm của hệ được. Vậy ta thay x bằng cộng trừ căn m vào phương trình số 2. Ta được x mà bằng cộng trừ căn m thì x mũ 4 là bằng m bình phương, còn x bình phương thì bằng m trừ 2 m bình phương cộng m lập phương trừ m bình phương bằng 0. Vậy tương đương 2 m bình phương trừ m lập phương bằng 0, tương đương m bằng 0 hoặc m bằng 2. M bằng 0 bị loại, chúng ta đang xét trường hợp m dương. Loại. Vậy chúng ta chỉ nhận được giá trị m bằng 2. Đáp số m bằng 2. Ta xét tiếp ví dụ thứ 3. Ví dụ thứ 3, cho hàm số bậc 4 trùng phương y bằng x mũ 4 trên 2 trừ 3x bình phương cộng 5/2. Phải đồ thị, có đồ thị là C. Câu thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số. Câu thứ hai, cho điểm M trên C có hoành độ xm bằng a, hỏi là với giá trị nào của a thì tiếp tuyến của c tại m cắt c tại hai điểm phân biệt khác với m. Câu thứ nhất các em tự giải, câu thứ hai ta sẽ giải ở đây. Nếu điểm M có hoành độ x bằng a, muốn viết phương trình tiếp tuyến của hàm số tại điểm M, chúng ta phải biết thêm tung độ của điểm M và đạo hàm của hàm số tại điểm M. Nếu xm bằng a thì thay xm bằng a vào c, ta sẽ tính được im. Im chính là bằng a mũ 4 trên 2 trừ 3a bình phương cộng 5/2. Muốn viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M, chúng ta còn phải biết hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm M bằng bao nhiêu. Ta có f phẩy hay là y phẩy tại điểm x ấy, thì bằng 2x lập phương trừ 6x. Suy ra f phẩy tại điểm xm sẽ bằng 2a lập phương trừ 6a. Bây giờ áp dụng công thức viết phương trình tiếp tuyến của hàm số tại một điểm, chúng ta sẽ có phương trình tiếp tuyến của hàm số tại điểm m. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M, chúng ta áp dụng công thức y bằng f phẩy x
m nhân x trừ đi xm cộng với im. Thay xm bằng a, im chúng ta đã tính đạo hàm của hàm số tại điểm m cũng đã tính. Thế vào này tương đương y bằng 2a lập phương trừ 6a, đấy là đạo hàm của hàm số tại điểm x bằng a, nhân với x trừ đi xm bằng a trừ x trừ đi a cộng im, mình đã tính ở đây là a mũ 4 trên 2 trừ 3a bình phương cộng 5 phần 2. Rút gọn đi một chút, tương đương y bằng 2a lập phương trừ 6ax trừ 2a mũ 4 cộng 6a bình phương cộng a mũ 4 trên 2 trừ 3 bình phương cộng 5 phần 2. Rút gọn tương đương y bằng 2a lập phương trừ 6a x trừ 2a mũ 4 cộng a mũ 4 trên 2 trừ 3a mũ 4 trên 2, 6a bình phương trừ 3 bình phương cộng 3 bình phương cộng 5 phần 2. Đây là đường tiếp tiến, tên nó là D. Bây giờ chúng ta cần tìm điều kiện để đường thẳng D này cắt đồ thị C của hàm số tại hai điểm phân biệt khác với M theo yêu cầu của bài toán. Vậy chúng ta xét phương trình hoành độ giao điểm của C và D. Phương trình hoành độ giao điểm thì viết tắt là x mũ 4 trên 2 trừ 3x bình phương cộng 5 phần 2. Đó là vế phải của C bằng vế phải của D. 2a lập phương trừ 6ax trừ 3a mũ 4 trên 2 cộng 3a bình phương cộng 5 phần 2. Phương trình này đang còn khá già, khá phiền. Các em cần phải rút gọn nhóm các số hạng lại, và nó là phương trình bậc 4 và chúng ta cần phải nhầm đa nghiệm đặc biệt và sau đó hạ bậc. Nhưng thầy lưu ý là chắc chắn phương trình này phải có nghiệm đặc biệt x bằng a, vì đường thẳng này đi qua điểm A nên chắc chắn x bằng a là một nghiệm. Mặt khác, nếu mà chúng ta biết x bằng a là một nghiệm thì các em hạ bậc xuống sẽ ra một phương trình bậc 3, lại nhậm nghiệm tiếp, lại thực tiếp một nghiệm nữa x bằng a nữa. Như vậy thì chuyển hết tất cả về một vế và biết rằng chúng ta có cả phương trình bậc 4 ban đầu lẫn phương trình bậc 3 khi hạ bậc có nghiệm x bằng a. Vậy phương trình chúng ta sau khi chuyển vế sẽ phân tích được thành một thừa số là x trừ a tất cả bình phương. Em biến đổi và nhóm lại thì có một thừa số là x trừ a tất cả bình phương. Còn thừa số kia là x bình phương cộng 2ax cộng 3a bình phương trừ 6 bằng 0. Như vậy, như lúc nãy ta nói là chắc chắn phương trình hoành độ giao điểm đã có một nghiệm x bằng a, vì đồ thị của hàm số đi qua điểm M. Mặt khác, đang còn có một phương trình nữa
ấy là x bình phương cộng 2ax cộng 3 bình phương trừ 6 bằng 0. Phương trình trên cùng ta đánh số là phương trình 1, phương trình dưới này đánh số là phương trình 2. Vế trái của phương trình 2 ta gọi nó là một tam thức bậc 2 gx. Yêu cầu bài toán muốn thỏa mãn tương đương với việc phương trình 1 phải có hai nghiệm, có ba nghiệm và trong đó có một nghiệm x bằng a và hai nghiệm kia khác a, tương đương với phương trình 2 này phải có hai nghiệm phân biệt và khác a. Đây là yêu cầu bài toán xảy ra khi và chỉ khi, thầy viết tắt yêu cầu bài toán xảy ra khi và chỉ khi phương trình 2 phải có hai nghiệm phân biệt. Phân biệt mà khác a, cả hai nghiệm đều khác a. Muốn phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt thì yêu cầu biệt số delta hay là delta phẩy gì đó của trường hợp này chẵn, ta yêu cầu delta phẩy của tam thức bậc 2 g phải dương. Và muốn cho cả hai nghiệm đều khác a thì chúng ta yêu cầu g của a phải khác 0. Delta phẩy đây là a bình phương trừ 3 bình phương cộng 6 dương. Ra là a bình phương cộng 2a bình phương cộng 3 bình phương trừ 6 khác 0. Đó là tương đương bất phương trình ở trên, tương đương trừ 2a bình phương cộng 6 dương, tức là a bình phương bé hơn 3. Phương trình dưới 6a bình phương trừ 6 khác 0, tức tương đương a bình phương khác 1. Như vậy ta có điều kiện của bài toán sẽ là a chạy từ trừ căn 3 đến căn 3 và a phải khác cộng trừ 1. Các em thân mến, trong buổi học hôm nay chúng ta vừa mới tiếp tục xét một số ví dụ minh họa về các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số bậc 4 trùng phương. Buổi học hôm trước và buổi học hôm nay là chúng ta vừa mới tổng kết thêm, bổ sung thêm một số ví dụ liên quan đến khảo sát hàm số bậc 4 trùng phương. Các em có thể xem hệ thống các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số trong các bài học từ bài 1 tới bài 8. Buổi học hôm nay tạm dừng ở đây. Thân ái chào các em.